Mỹ cảnh báo thế chiến thứ ba sẽ xảy ra nếu Nga tấn công thành viên của NATO. Mr. BTS xin kính chào quý vị và các bạn. Tổng thống Biden tuyên bố sẽ đáp trả nếu Nga tấn công một thành viên của NATO, ngay cả khi điều đó có thể dẫn đến thế chiến thứ ba. Trong lúc hỗ trợ Ukraine, chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng các đồng minh châu Âu và phát đi thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ bảo vệ từng tức đất của NATO. Đó là lý do tôi điều 12.000 binh sĩ Mỹ tới Latvia Estonia, Latvia và Romania, các nước khác dọc theo biên giới với Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phát biểu tại Philadelphia hôm 11 tháng 3. Ông chủ nhà trắng nhấn mạnh rằng nếu Nga tấn công một nước thành viên của NATO, Mỹ sẽ lập tức đáp trả. Rõ ràng là nếu chúng ta đáp trả, thế chiến thứ ba sẽ nổ ra. Nhưng nếu chúng ta có nghĩa vụ thiêng liêng là phải bảo vệ lãnh thổ NATO theo điều năm hiệp ước của khối. Điều năm hiệp ước của NATO quy định bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào một thành viên của khối cũng được coi là đòn tấn công nhằm vào cả liên minh và NATO sẽ phối hợp đáp trả. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng lặp lại tuyên bố trước đây rằng Washington sẽ không tham gia cuộc chiến ở Ukraine bởi điều đó tiềm ẩn nguy cơ nổ ra thế chiến thứ ba. Ông Biden từng khẳng định lực lượng Mỹ được triển khai tới châu Âu là lời cảnh báo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng bất cứ động thái tiến quân nào vào biên giới của NATO cũng sẽ gây ra cuộc đối đầu trực diện giữa hai bên. Chiến dịch của ông Putin nhằm vào Ukraine sẽ không bao giờ đem lại chiến thắng, Biden đã nói. Chúng ta đang thể hiện sức mạnh và không bao giờ chung bước. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, thì Lầu Năm Góc đã triển khai khoảng 12.000 quân cùng nhiều khí tài tới các căn cứ lãnh thổ các nước thành viên NATO gần Nga. Đây là đợt tập hợp lực lượng quân sự lớn chưa từng thấy lại châu Âu kể từ sau chiến tranh lệnh. Tổng thống Mỹ trước đó đã từ chối yêu cầu của người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky về thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine. Biden lo ngại rằng động thái như vậy có thể dẫn tới xung đột vũ trang trực diện giữa NATO và Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng bác đề xuất chuyển kiêm kích MiG-29 cho Ukraine do phương án này không cần thiết và có thể leo thang căng thẳng NATO-Nga. Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 17. Lực lượng Nga đã kiểm soát được một số thành phố nhỏ và đang nỗ lực bao vây các mục tiêu lớn hơn, trong đó có thủ đô Kiev. Trên đây là tuyên bố của Tổng thống Mỹ về nguy cơ có thể xảy ra chiến tranh nếu Nga tấn công vào một trong những thành viên của NATO. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.